Thánh địa Mỹ Sơn, huyền bí, một di sản văn hóa nhân loại ở Quảng Nam, nằm cách thành phố Đà Nẵng chừng 70 km, thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thánh địa Mỹ Sơn hiện ra với một quần thể kiến trúc gồm nhiều đền đài chăm pa cùng kiến trúc vô cùng độc đáo, bị quên lãng trong một thời gian dài lên đến hàng thế kỷ. Đến năm 1885, nơi đây mới được phát hiện, và vào năm 1999, nơi này đã được UNESCO lựa chọn là di sản thế giới, như một minh chứng duy nhất về nền văn minh châu Á đã bị biến mất. Thánh địa Mỹ Sơn mang dấu ấn lịch sử lâu đời. Di tích Mỹ Sơn là một quần thể lịch sử với hơn 70 ngôi đền, tháp mang nhiều phong cách kiến trúc điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của Vương quốc Champa. Thánh địa Mỹ Sơn có niên đại khoảng thế kỷ thứ 4. Sớm nhất ở Mỹ Sơn, vua Bharadvaja đã xây dựng một ngôi đền dâng cúng vua Bharadravaman, vị vua sáng lập dòng vua đầu tiên vùng Amaravati vào cuối thế kỷ thứ 4, được đồng hóa với thần Shiva, trở thành tín ngưỡng thờ thần, vua cùng tổ tiên hoàng tộc. Đây là tổ hợp gồm nhiều đền đài của Vương quốc Champa, nằm lọt trong một thung lũng nhỏ với đường kính ước chừng 2 km, được bao quanh bởi đồi núi. Kiến trúc in đậm trong Thánh địa Mỹ Sơn. Nơi đây là một quần thể gồm hơn 70 ngôi đền tháp mang nhiều phong cách kiến trúc điêu khắc tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử của Vương quốc Champa. Phong cách kiến trúc ở đây được chia làm 6 loại: phong cách cổ, Hòa Lai, Đồng Dương, Mỹ Sơn, Ponaga và phong cách của người dân Bình Định. Hầu hết các công trình kiến trúc, các tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn đều chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Điểm nổi bật của nghệ thuật điêu khắc Chăm là thể hiện sức sống mãnh liệt của con người với nội tâm, lúc bay bổng sảng khoái, lúc trầm tư tĩnh mịch, ưu tư, lúc lại trăn trở và day dứt. Kỹ thuật điêu khắc trên gạch của người Chăm rất ít xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật khác ở khu vực. Các tháp đều có hình chóp, biểu tượng của đỉnh Meru thần thánh, nơi cư ngụ của các vị thần Hindu. Cổng tháp thường được quay về phía đông để đón nhận ánh sáng mặt trời. Các bức tường trên tháp, ngoài tháp thường được trang trí hoa văn hình chữ S nối liền nhau. Các vật trang trí là tượng trưng bằng sa thạch hình Makara, những con thú thần thoại có nanh nhọn và vòi dài hình vũ nữ Apsara, sư tử, voi, chim thần Garuda, tượng người cầu nguyện. Chúng được xếp khít với nhau và đến ngày nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào xác định được chất kết dính hình người và các hình thù trên tháp. Điểm nổi bật của nghệ thuật điêu khắc Chăm là thể hiện sức sống mãnh liệt của con người với nội tâm. Mỗi giai đoạn lịch sử đều mang dấu ấn riêng với những đường nét kiến trúc riêng khác biệt. Thánh địa Mỹ Sơn
ở Quảng Nam không chỉ cho thấy các kiệt tác ghi dấu của một nền kiến trúc Champa mà còn cả một nền văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Tổng thể di tích Thánh địa Mỹ Sơn gồm có hai ngọn đồi đối diện nhau theo hướng Đông Tây và ngay tại ngã tư của một con suối, các nhánh suối đã trở thành ranh giới tự nhiên, chia nơi thành 4 khu A, B, C, D. Cách chia này hợp với yếu tố phong thủy, lại vừa tránh được tình trạng xé lẻ các tổng thể kiến trúc. Trung tâm thánh địa là một tháp chính Ca Lam và nhiều tháp phụ nhỏ bao bọc xung quanh. Tháp chính có hai cửa hướng theo hướng Đông Tây, mỗi cửa có 8 cấp bậc để đi lên và các vòm cuốn. Trên mỗi vòm cuốn là một hình tháp thu nhỏ. Theo những tài liệu ghi chép lại được, thì đây là ngôi tháp cao nhất trong các tháp ở Thánh địa Mỹ Sơn với chiều cao 24 mét. Đáy tháp hình vuông, mỗi cạnh dài 10 mét. Trong tháp thờ một bộ linh ga Yoni lớn. Phần trên tháp có 3 tầng, các tầng nhỏ lại dần và trên cùng đỉnh tháp bằng sa thạch. Ở mỗi tầng đều có cửa giả, có hình người đứng dưới vòm cuốn. Hai cửa giả bên là hai vòm cuốn chồng lên nhau, trang trí hoa văn rất tinh xảo. Thời gian và chiến tranh đã tàn phá di tích nặng nề. Những gì còn lại nơi đây vẫn thể hiện được nét đẹp huyền bí, các kiến trúc độc đáo, mang nét riêng biệt của người Champa. Chính điều này đã thu hút tò mò của du khách và các nhà nghiên cứu. Thánh địa Mỹ Sơn không chỉ mang đậm nét kiến trúc riêng biệt nơi đây mà còn mang nét văn hóa của người Chăm với những vũ điệu Chăm nhẹ nhàng, uyển chuyển, độc đáo, với những vũ điệu dâng lễ chính là điệu múa thiêng, hướng vọng thần linh ở các ngôi đền tháp. Hãy cùng di sản UNESCO khám phá vùng đất Thánh địa Mỹ Sơn này nhé.